Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2021 với chủ đề xúc tiến xuất khẩu góp phần phục hồi và phát triển kinh tế nhằm trao đổi những nhận định về cơ hội thị trường, nhu cầu hỗ trợ xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và của các địa phương cũng như các giải pháp xúc tiến xuất khẩu hiệu quả trong các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, duy trì và phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh bình thường mới vừa được Bộ Công thương tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia chia sẻ của các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế về triển vọng một số khu vực thị trường xuất khẩu tiềm năng giai đoạn sau Covid-19, trong đó có các thị trường lớn quan trọng ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Trong khung khổ diễn đàn, đại diện Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ Seiko cũng giới thiệu chiến lược quốc gia giai đoạn 2021-2025 và định hướng phối hợp với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực thương mại thông qua các chương trình dự án như SIPO, Helvetas, Switches, tại diễn đàn lãnh đạo các bộ ngành chính quyền địa phương hiệp hội doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại trên cả nước cũng đưa ra nhiều khuyến nghị kiến nghị đề xuất về định hướng xúc tiến thương mại nhu cầu hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu của doanh nghiệp địa phương hiệp hội để phục hồi và phát triển kinh tế đây là thông tin có giá trị giúp bộ công thương tiếp tục đánh giá thực tiễn sửa đổi bổ sung chính sách cơ chế định hướng hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp tham gia hoạt động ngoại thương